Xin kính chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Hoa lại rất vui mừng gặp lại quý đại lý và quý khách hàng, giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một cái sản phẩm cũng đã được hàng nhập khẩu Âu phân phối nhiều năm nay, 5 6 năm nay, sản phẩm nước hồng sâm có củ của thương hiệu KGS của nhà sản xuất là Dajung Company Limited của Hàn Quốc. Quý vị có thể nhìn thấy trước. Đây là hình thức của sản phẩm, hộp là khá là đẹp. Nếu mà sử dụng xách lên ấy, thì bóc rách cái này ra, rồi mình có lật lên là xách, cũng không quá nặng nhưng cũng không phải dạng nhẹ đâu. Thì trong một cái hộp này là có 10 chai hồng sâm, chai nước. Thì trong cái nước này là có một củ sâm tươi và nước hồng sâm cùng với nhiều cái thành một số cái thành phần khác nữa để tạo nên cái hương vị và cái chất lượng thì này rất là tuyệt vời, tốt cho sức khỏe. Đây là cái mặt trước của sản phẩm, thì có ba cái lỗ này, có thể nhìn thấy cái chai và cái củ sâm trong này. Nghe các thông tin được viết bằng cả tiếng Anh, tiếng Nhật. Đây là cái tem niêm phong. Đây, nếu mở thì quý vị mở chỗ này, có chỗ open để mở đây. Đây là một cái hộp gồm có 10 chai như thế này, quý vị có thể nhìn thấy rất là rõ. Đây, trong một chai thì có một cái củ sâm nhỏ hoặc là một cái rễ sâm lớn. Đây, quý vị có nhìn thấy không? Đây là một trong những cái hãng mà có cái củ sâm rất là lớn. Bình thường các hãng khác cái củ sâm nó chỉ bằng cái đầu đũa này. Đây, củ sâm này là gần như cái củ sâm này phải 3 4 5 tuổi rồi. Đây là củ sâm tươi. Củ sâm tươi. Thì giới thiệu đến quý vị một chút liên quan cái nước này thì công năng và những cái câu chuyện khác như thế nào phù hợp. Này, củ nào cũng rất là lớn. Thì trong cái một cái chai này, một cái chai sản phẩm này thì quý vị nhìn thấy là có ba cái, ngoài cái củ sâm tươi ra nhá, mình gọi là nhân sâm, thì cùng có ba cái thành phần chính ở trong cái sản phẩm này. Thứ nhất là hồng sâm, cái nước hồng sâm này. Ít có cái sản phẩm nào mà kết hợp được giữa cả sâm tươi và nước hồng sâm. Hồng sâm là hồng sâm và sâm tươi là sâm tươi, nhưng mà trong này là kết hợp được cả củ sâm tươi và cả nước hồng sâm. Thì nước hồng sâm thì quý vị cũng biết rồi, thì nó hỗ trợ cái hệ miễn dịch này, điều chỉnh cái lượng đường trong máu, tăng cường cái năng lượng cho tất cả các hoạt động hàng ngày, tóm lại là gọi là bổ, đại bổ lục phủ ngũ tạng. Rồi nói là trong các sản phẩm về dược liệu cổ y học cổ truyền thì người ta đánh giá là sâm rồi nhung quế phụ thì sâm đứng đầu bảng. Thành phần thứ hai thì một số đại lý thì hay gọi là đại táo, nhưng thực ra thì tên đầy đủ đơn giản nhất là gọi là táo đỏ Hàn Quốc, hay mọi người còn hay gọi nôm na là táo tàu. Đấy. Thì táo đỏ Hàn Quốc này có tác dụng là bảo vệ gan, tăng lực cơ và thể trọng, chống dị ứng, nhuận tâm phế, trừ ho, giúp hạ mỡ trong máu. Thì đấy là cái công dụng táo đỏ Hàn Quốc. Thì ngoài ra còn một cái thành phần nữa rất là tuyệt vời, đặc biệt là cho các quý ông, kể cả quý bà nữa, đó là đương quy. Đương quy thì tác dụng trị thiếu máu dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, da rẻ xanh xao. Thì cái sản phẩm này chỉ có một vài cái điểm hạn chế, như trong này có củ sâm tươi thì không phải là ai cũng dùng được. Thì ví dụ như là những người huyết áp cao thì cũng không nên sử dụng cái sản phẩm này. Thứ hai nữa là phụ nữ có thai thì đang cho con bú thì tuyệt đối là không được sử dụng sâm tươi. Hoặc là trẻ em dưới 8 tuổi thì cũng không nên sử dụng sản phẩm này. Vì sâm này rồi một số cái thành phần trong này thì đều có tác dụng là gây hưng phấn và tăng cường cái chức năng tình dục. Thì nếu mà trẻ dưới 8 tuổi mà sử dụng sản phẩm này thì cái nguy cơ là dậy thì sớm.
Trẻ dưới 8 tuổi chẳng hạn thì nên sử dụng nước hồng sâm baby dành cho trẻ em. Thế còn những cái người mà dùng cái này thì nói chung là phục hồi sức khỏe cho người ốm, rồi tăng cường sức đề kháng cho những người mà suy nhược kém ăn, khó tiêu. Đấy, đặc biệt là những cái người mà gặp vấn đề về đường tiêu hóa thì sử dụng cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Đấy, hoặc là phụ nữ cần làm đẹp đẹp da đấy, cho cả đàn ông và phụ nữ đấy, chống nám nhám da đấy, của phụ nữ thì sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt đấy. Đấy, những người mà lao lực đấy, những người mà cái hệ miễn dịch bị kém, những người bị HIV AIDS này, hoặc là ung thư đấy, hoặc là những cái bệnh hiểm nghèo khác đấy, thì sử dụng những cái sản phẩm này thì rất là tốt. Tuy nhiên là quý vị hết sức lưu ý liên quan củ sâm tươi này thôi, mà không phải ai cũng dùng được cái sâm tươi. Thì những người mà bụng yếu, đau bụng hoặc là đi ngoài hạn thì cũng không sử dụng cái sản phẩm này. Hoặc là nếu có hạn thì nên bỏ cái củ sâm tươi ra, không nhai củ sâm tươi, chỉ uống cái nước này thôi thì ok. Thế còn cái hướng dẫn sử dụng thì quý vị nên đơn giản thôi, người lớn thì ngày uống một chai 120 ml này, tốt nhất là uống vào buổi sáng hoặc là buổi trưa, không nên là dùng buổi tối. Buổi tối sâm gây hưng phấn làm tỉnh táo, thì một số người không khó ngủ chẳng hạn nên thì không ngủ được. Nên sử dụng vào buổi sáng, hoặc là nhà hai ông bà thì có thể dùng một chai đấy cũng được. Đấy, hai ông bà chia đôi củ sâm ra, mỗi người nửa, thì chia đôi chỗ này ra là mỗi người nửa, mà tốt nhất là nên mỗi ông bà một chai. Thế còn quý vị có thể để cái này trong ngăn mát tủ lạnh uống sẽ ngon hơn. Thì uống đơn giản thôi, vặn nắp này ra là bình thường là có thể sử dụng được. Nhưng có thể nói là đây là KGS là một trong những công ty mà rất là hoành tráng trong cái việc là sử dụng củ sâm tươi. Hàng nhập khẩu cũng đang phân phối đến khoảng 8 cái thương hiệu khác nhau về nước sâm có củ, nghĩa là nước sâm bên này, nước hồng sâm này nhưng mà có củ tươi như này. Thì có thể nói là KGS là đơn vị tiên phong hoành tráng nhất là sử dụng cái củ sâm to gấp 3 đến 4 lần những củ sâm của các hãng khác. Đây là một cái sản phẩm rất là chất lượng, giá cả thì cũng tương đối phù hợp với phổ thông người Việt Nam mình. Cái hàng nhập khẩu hiện nay đang phân phối sỉ đến cả 100 cái mặt hàng về sâm nấm linh chi đông trùng hạ thảo, các sản phẩm từ Hàn Quốc lại khác nhau. Thì quý vị muốn tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm này thì quý vị đây vào trang website hàng nhập khẩu ao.vn, rồi gõ chữ là hồng sâm KGS ra. Đấy, nước sâm có củ Hàn Quốc KGS. Đấy, mã là TPCN 2880. Đấy, mã vạch là 8880899 cho năm số cuối. Đấy, quý vị nhìn thấy này, 80899 năm số cuối. Đây là một hộp của nó, là một hộp một thùng ấy, thì nó có ba cái hộp này. Đấy, thì hàng nhập khẩu Âu thì không bán lẻ thì bán sỉ, cho nên là trên website này là không đăng giá lẻ, thì giá lẻ là quý đại lý là tự đăng. Thì hàng nhập khẩu Âu cũng không bán trên các phương tiện đại chúng, không bán trên các trang mạng, không bán trên Facebook, thì tất cả những cái đấy chẳng hạn là dành cho các đại lý bán. Thì quý đại lý có thể theo dõi các hàng mới về của hàng nhập khẩu Âu thông qua số hotline Zalo 0986798008. Thì hàng nhập khẩu Âu ưu tiên sử dụng Zalo là nhiều nhất để gửi các thông tin hình ảnh rồi là báo giá đến khách hàng, chủ yếu thông qua Zalo. Chúng tôi hầu như không dùng Facebook, mặc dù là mọi người nói là Facebook rất là tuyệt vời. Thì nhường hẳn sân đấy cho các đại lý để bán hàng. Quý vị muốn theo dõi thêm các hàng video khác của hàng nhập khẩu Âu thì xin vui lòng quý vị bấm vào cái chỗ đăng ký này ở góc phải của màn hình này và bấm cái chuông, thì các video mới của hàng nhập khẩu Âu khi đăng lên thì sẽ gửi thông tin đến quý vị và quý vị không bỏ lỡ. Xin trân trọng kính chúc quý vị sức khỏe và xin hẹn gặp lại ở những video sau. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.